tiết mục câu hát Thủy Chung chọn lời hai văn lạ qua phần biểu diễn của bác Quốc Vương Hồng Thúy đến từ câu lạc bộ hát chèo xã Thới Mễ. Xin mời tiết mục quan niệm văn mùng của câu lạc bộ xã Hội Nhân dân đã được chuẩn bị. Đảo nhỏ xa xôi nhưng ngày thương nhớ, giữa mây mông nghe sóng vỗ bình, gửi nhớ thương về với đất liền. Yeah.